Đề phòng tai nạn trong nhân dân, để tích cực ngăn ngừa các tai nạn điện và hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra khi sử dụng điện, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị mọi người hãy thực hiện các biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện như sau. 1. Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà như ổ cắm điện, cầu dao, cầu chì không có nắp đậy, chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện, chỗ nối dây, dây điện trần để không bị điện giật chết người. 2. Dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện phải dùng loại tốt, có vỏ bọc cách điện đúng với cấp điện áp đang sử dụng, tiết diện dây đủ lớn, dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập phát hỏa. Đặc biệt đối với dây dẫn điện trong nhà phải được đặt trong ống bảo vệ cách điện. 3. Phải lắp cầu dao hoặc áp tô mát hoặc thiết bị ngắt nhanh ở phía sau điện kế, ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chạm chập hoặc quá tải, ngăn ngừa phát hỏa do điện. 4. Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay như máy khoan cầm tay, máy mài cầm tay, phải mang găng tay cách điện hạ thế để không bị điện giật khi công cụ điện bị rò điện. 5. Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao điện và treo bảng cấm đóng điện có người đang làm việc tại cầu dao để không bị điện giật. 6. Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy, nổ để không làm phát hỏa trong nhà. 7. Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà có chất lượng kém vì các thiết bị điện này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ, gây điện giật chết người cho người sử dụng gây phát hỏa trong nhà. 8. Không bắn súng hoặc ném đất đá, thanh, dây kim loại, dây kim tuyến, pháo hoa, vật lạ vào đường dây điện, trạm điện vì có thể làm chạm chập đứt dây gây nguy hiểm. 9. Không lắp đặt anten TV gần đường dây trạm điện vì anten có thể ngã đổ vào dây điện, trạm điện gây chạm chập đứt dây, phóng điện rất nguy hiểm, làm chết người đang tháo lắp anten. 10. Không được tới gần đường dây trạm điện 15 kV trong phạm vi 2 m. Đường dây trạm điện 110 kV trong phạm vi 4 m bằng bất cứ cách gì như leo lên mái nhà, sân thượng, leo ra ban công, lan can, ô văn từ các nhà công trình ở gần đường dây trạm điện hoặc đưa đồ vật dài cần cẩu của xe cẩu lên gần đường dây điện để đề phòng bị điện giật hoặc bị điện cao thế phóng chết người. 11. Khi trời mưa, dông, bão, không chạm người vào cột điện, dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao để đề phòng điện giật do rò điện. 12. Khi phát hiện trụ điện ngã hoặc dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao, hồ, người phát hiện không được đến gần và phải cấp báo cho mọi người xung quanh biết, tìm cách lập rào chắn và báo ngay cho Tổng đài An toàn điện khẩn cấp 08-2230-2230 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp xử lý thích hợp. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người hãy hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện, không nên coi thường tính chất nguy hiểm của nguồn điện và thực hiện tốt các điều cơ bản như trên để đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn.